nằm trên dãy hồng lĩnh thuộc địa phận xã thiên lộc huyện can lộc chùa hương tích là một trong những ngôi cổ tự lâu đời của hà tĩnh được xây từ thời trần gắn liền với sai thoại dân gian về nàng công chúa diệu thiện tu hành đắc đạo với sự linh thiêng và vẻ đẹp quyến rũ của núi rừng thiên nhiên những năm gần đây lượng du khách đạo hữu về với chùa hương tích ngày một đông trong ngày khai hội từ sáng sớm tại các bến thuyền điểm đón xe điện khu vực cáp treo du khách đổ về xếp thành hàng dài di chuyển lên chùa vãn cảnh và hành lễ. Cùng với sự quan tâm đầu tư tôn tạo di tích, các dịch vụ du lịch tại đây cũng được đổi mới, nâng cao chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách về tham quan trải hội. Đây là Lần đầu tiên đã trên đến đất Hà Tĩnh là, là đi chùa Hương Tích. Đó, là, hôm nay là nhân dịp là ngày khai lễ đầu năm, khung cảnh ở đây đẹp. người thì người dân thì gần gũi, dễ hữu tình hơn. Năm nay thì chúng tôi sẽ dự tính cái lượng khách sẽ tăng khoảng 20 đến 30% so với năm 2023. Và cái điểm nhấn của cái khu du lịch Chuông năm nay thì chúng tôi đã tạo ra cả cái cảnh quan để tạo ra cả cái sản phẩm du lịch mới để cho du khách, ví dụ như các cái điểm check-in rồi cả cái vườn hóa cái cảnh để rồi du khách thưởng ngoạn trong quá trình lễ Phật. Được tổ chức vào đầu tháng riêng âm lịch, Lễ hội Chùa Hương Tích là nét đẹp văn hóa truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Hà Tĩnh. Ngoài các hoạt động dân hương chiêm bái, trong ngày khai hội, du khách còn được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống. Nhiều trò chơi như trọi gà, bắt vịt, đấu vật đã tạo được không khí sôi động, hấp dẫn, cuốn hút người xem. an ninh tật tử và cái vấn đề là có như là vệ sinh môi trường là đều là sạch sẽ và gọn gàng và bởi vì vấn đề là coi như là họ làm các cái trò chơi dân gian là coi như là của dân giả dạ mình là rất, rất hấp dẫn lễ khai hội chùa Hương tích cũng là sự kiện mở đầu cho năm du lịch Hà Tĩnh 2024 góp phần quảng bá lan tỏa hình ảnh vùng đất con người Hà Tĩnh với nhiều danh lam thắng cảnh di tích lịch sử bản sắc văn hóa đặc sắc tới du khách trong và ngoài tỉnh hàng ngàn du khách đổ về chảy hội trong những ngày đầu xuân cũng là tín hiệu tích cực hứa hẹn mở ra một mùa du lịch sôi động của hà tĩnh